Thưa quý vị, thưa các bạn, châu Phi, một thị trường rộng lớn với dân số hơn 1,2 tỷ người, GDP khoảng 2,5 ngàn tỷ đô la Mỹ, đang là một thị trường nhiều tiềm năng cho các doanh nghiệp Việt Nam. Việc đẩy mạnh thương mại và đầu tư sang thị trường này được Đảng và Nhà nước hết sức quan tâm. Quyết tâm tăng cường hợp tác thương mại đầu tư với châu Phi được Đảng và Nhà nước hết sức coi trọng, được thể hiện bằng chuyến thăm cấp nhà nước đến Ethiopia và Ai Cập của Chủ tịch nước Trần Đại Quang và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao của Việt Nam vừa qua. Chuyến thăm này mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng bởi với Ethiopia, mặc dù đã thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1976, nhưng đến nay đây mới là chuyến thăm đầu tiên của người đứng đầu nhà nước Việt Nam. Còn với Ai Cập, đã 55 năm kể từ khi Việt Nam và Ai Cập thiết lập quan hệ ngoại giao, đây mới là chuyến thăm đầu tiên của người đứng đầu nhà nước Việt Nam tới quốc gia này. Do vậy, với quan hệ truyền thống và những tiềm năng rộng mở, thúc đẩy hợp tác kinh tế là một trong những nhiệm vụ mà Việt Nam hướng đến thị trường châu Phi nói chung và hai quốc gia này nói riêng trong tương lai. Tại Ai Cập, 4 biên bản ghi nhớ gồm biên bản ghi nhớ về việc tham dự hội chợ triển lãm, về tháo gỡ các rào cản thương mại và thống nhất các biện pháp phòng vệ thương mại, về hỗ trợ đào tạo kỹ thuật trong lĩnh vực chứng nhận Halal của Việt Nam. Về hợp tác công nghiệp trọng tâm đã được ký kết dưới sự chứng kiến của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Ai Cập và đại diện các bộ ngành hai nước. Cũng tại hai nước, các diễn đàn doanh nghiệp đã được tổ chức với sự chủ trì của lãnh đạo các bộ ngành cùng sự tham gia của đông đảo doanh nghiệp. Tại các diễn đàn này, lãnh đạo các bộ ngành đã đưa ra thông tin về các chính sách của mỗi nước trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, cũng như lắng nghe ý kiến từ cộng đồng doanh nghiệp. Các diễn đàn là cơ hội để chỉ ra những tồn tại cần khắc phục, cũng như đánh giá đúng về tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam với các quốc gia châu Phi này. Cụ thể trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tập trung vào mấy việc. Một là sẽ tập trung rà soát đánh giá lại để cùng phối hợp với phía bạn, là cái này chúng ta đã thống nhất rồi. Đánh giá lại những cái lĩnh vực tiềm năng, những cái mặt hàng mà có thể nói là chúng ta còn có những cái nhu cầu và điều kiện để phát triển cho phục vụ cho cái tăng trưởng thương mại mang tính bền vững hơn nữa. Cái thứ hai nữa là chúng ta cũng đã thống nhất với phía bạn là cái cơ chế là xem xét và có thể nghiên cứu để tìm hướng và tiếp tục cắt giảm các cái hàng rào quan thuế. Cái thứ ba nữa chúng ta sẽ tiếp tục và phối hợp với bạn để rà soát và hoàn thiện các cái thể chế khác mà có liên quan, như tôi nói là trong cái lĩnh vực về hợp tác trong thương mại ở trong ngân hàng. Cái thứ tư nữa là tiếp tục xem xét để hình thành những cái trung tâm logistics lớn kết nối với lại cái khu vực mới này. Một nội dung tiếp theo của chúng tôi là chắc chắn là sắp tới là sẽ phải rà soát lại hệ thống và kiện toàn lại và tổ chức lại cái bộ máy của các cái cơ quan đại diện của chúng ta ở nước ngoài, nhất là các cơ quan về thương vụ và cơ quan xúc tiến thương mại. Theo Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh, trong bối cảnh thế giới có nhiều diễn biến mới như chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch, tranh chấp thương mại, cho thấy đường lối quan điểm của Đảng, Nhà nước ta về đối ngoại và thương mại đa phương là đúng đắn. Tuy nhiên, để tránh việc phụ thuộc vào các thị trường truyền thống với nhiều biến động, việc khai thác hiệu quả tiềm năng của các thị trường mới sẽ giúp đảm bảo tính bền vững của hoạt động xuất nhập khẩu. Ta phải khẳng định rằng doanh nghiệp có thể có và phải tham gia tích cực hơn nữa trong cái khai thác thị trường này. Bởi vì ta thấy rằng trong một cái bối cảnh của thế giới đang diễn biến rất phức tạp của cái chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch, cũng như là những cái nguy cơ của các cái tranh chấp thương mại, thì cho thấy chúng ta là cái quan điểm của chúng ta về phát triển thương mại và đối ngoại của chúng ta theo hướng đa phương hóa và đa dạng hóa là hoàn toàn đúng đắn. Việc mới đây 45 trên 55 nước thành viên của Liên minh châu Phi đã ký thỏa thuận thành lập khu vực tự do châu Phi AFC-FTA sẽ đưa châu Phi trở thành khu vực tự do mậu dịch rộng lớn và hấp dẫn. Đây là thị trường lớn và đầy hứa hẹn với nhu cầu nhập khẩu hàng hóa đa dạng, có nhiều phân khúc thị trường phù hợp với sản phẩm và dịch vụ có thương hiệu Việt Nam như là nông lâm sản, may mặc, điện máy, viễn thông. Hiện nay là với cái mức độ phát triển như của các thị trường quốc tế hiện nay, thì rõ ràng là chúng ta còn để chống rất nhiều những cái lĩnh vực và những cái hàng mà giá trị gia tăng và cái vị trí của chúng ta trong các cái chuỗi sản phẩm này có thể được khai thác tốt hơn và được hình thành một cách có hiệu quả hơn, nhất là đối với các nước như là Ethiopia, châu Phi. Tôi nói ví dụ như là đối với những thị trường này thì không chỉ các mặt hàng của nông sản, thủy sản chế biến mà ngay cả của một số các mặt hàng của các ngành công nghiệp tiêu dùng như là dệt may, da giày hay là điện tử thì đều còn rất mới mẻ và có thể nói là đang có cái cơ hội và dư địa rất lớn cho sản phẩm của chúng ta. Thế thì chính vì vậy thì chúng tôi cho rằng là ở đây là chính là cái sự chủ động của doanh nghiệp trên cơ sở đã có cái định hướng và quyết tâm chính trị của lãnh đạo
và cũng như là của nhà nước của Việt Nam và các cái đối tác của chúng ta. Tuy nhiên, để tiếp cận được thị trường châu Phi, mỗi doanh nghiệp cần xây dựng chiến lược thâm nhập và nghiên cứu thị trường này để sản xuất các sản phẩm chất lượng và phù hợp với quy cách, quy định của mỗi tiêu chuẩn chất lượng, tập quán tiêu dùng của các thị trường nhập khẩu. Đặc biệt, trong bối cảnh các thị trường xuất nhập khẩu truyền thống của Việt Nam đang dần tiến đến bão hòa, thì việc đẩy mạnh xuất khẩu sang các thị trường còn nhiều tiềm năng như là Ethiopia và Ai Cập nói riêng cũng như châu Phi nói chung là một hướng đi mới cho doanh nghiệp Việt Nam.